Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, ăn lộc thần tài, chúng lớn giàu to trong tháng riêng năm 2024. Tết đến rồi, xuân sang khắp nơi, chúc mọi gia đình mãi mãi bên nhau, sức khỏe dồi dào, đón niềm vui mới, tài lộc đầy nhà, thắng lợi xôn lớn, bánh chưng bánh tết cũng ngọt ngào, mâm cỗ đầy đủ, gia đình đoàn viên, trẻ con đón xuân vui áo mới, người lớn chúc phúc đón năm an lành, hoa đào rực rỡ sắc xuân tươi, đi chơi đón tết đến mọi nơi, đền chùa thăm viếng cầu bình an, niềm vui tràn đầy, hạnh phúc bất tận. Chúc năm mới đến, thắng lợi đến, tình thân gắn kết mãi bên nhau, tài lợi dồi dào, tháng nào cũng vui. Năm mới đang đến và chúng tôi không thể không bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự ủng hộ và tình cảm mà quý vị dành cho Phú Quý Phát Tài suốt thời gian qua. Xin được gửi lời chúc mừng năm mới sớm tới quý vị. Chúng tôi mong rằng những video về tử vi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái nhìn sâu sắc và chi tiết về con đường phía trước. Hãy cùng chia sẻ những câu chuyện về vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp và sức khỏe. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ luôn được đồng hành cùng quý vị trên mọi chặng đường đời. Còn bây giờ, mời quý tín chủ tuổi Mậu Thân cùng đến với lá số tử vi dành cho bản mệnh trong tháng đầu tiên năm 2024. Hãy lắng nghe để năm mới hái lộc đầy tay nhé. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, ăn lộc thần tài, chúng lớn giàu to trong tháng riêng năm 2024. Trước tiên, xin được tâm sự với Mậu Thân đôi điều. Mậu Thân không thể giải thích được cảm xúc của bản thân mình ở thời điểm bây giờ. Mậu Thân đã quên mất những cảm xúc đơn thuần như buồn, đau, vui, mệt. Những dòng cảm xúc hiện thời, nó phức tạp hơn nhiều lần như thế. Nó chồng chéo chằng chịt lên nhau hơn nhiều lần như thế. Nó có thể khiến Mậu Thân vừa cười vừa đau, vừa trông tranh vừa chán nản, tự an ủi xen lẫn với cùng cực suy tư. Tay tự bóp vai mà cảm nhận như cả một trời gánh nặng, nhưng vẫn phải bình thản mà vui cười, vẫn phải nghị lực mà lạc quan. Lắm lúc chỉ muốn nghỉ ngơi, buông xuôi, buông bỏ, nhưng sau nghỉ ngơi là gì không ai biết, cũng không dám nghĩ, hay là muốn biết, nên đành gác cái yếu ớt đấy qua một bên, nhốt nó vào phòng kín trong tâm hồn, sau đó lại đấu chiến với đời. Là một Mậu Thân trong cuộc hành trình nhân sinh, ắt từng có thời điểm suy tư đến thế. Chưa vui nếu bạn đã vượt được qua, vỗ vai bạn một cái nếu bạn còn đang phải đối diện, ôm bạn một cái nếu bạn đang xảy ra thêm biến cố. Có lẽ rất ít ai có thể can thiệp vào cái sự việc khó khăn của bạn ở lúc này. Là một Mậu Thân, ắt từng có những thời điểm đứng ở đỉnh của nhân sinh, nơi xung quanh mình hoan nghênh ngưỡng mộ. Ắt từng có thời điểm thấy vậy là xong, thấy thế là ổn. Những gì mình cần làm đơn giản là túc tắc duy trì, sau đấy già đi, nuôi cá, chơi chim, trồng hoa cỏ. Cơ mà cái đỉnh đấy chỉ như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, nay tươi, mai rụng. Vì ý trời trêu ngươi, cho Mậu Thân lên đỉnh sớm, rồi lại dập Mậu Thân xuống đáy vội. Cả cuộc nhân sinh dài như một cuốn trường ca tiểu thuyết. Một cuộc nhân sinh mà tiền, tài, tình, đời, đạo, người thương, bạn bè, họ hàng, huynh đệ, ruột thịt, xã hội quện vào nhau, xây ra trăm nghìn thử thách, hòa với nhau, tạo ra trăm thứ khiến Mậu Thân cười cay đắng. Để cuối ngày dài nhìn lên trời cao lộng gió, thở một hơi dài thấy mỏi mệt suy tư. Mậu Thân cứ nhớ là nếu chúng ta hy vọng, chúng ta sẽ lại thật nhiều thất vọng. Bằng cách nào đấy, bằng một nguyên nhân nào đấy, mệnh số sẽ lại thử thách, vùi dập niềm tin. Có rồi lại mất, ổn rồi lại họa, dễ rồi lại khó, thành rồi lại tan. Vì cái đoạn trước của Mậu Thân chính là thế, lắm pha người hại, lắm cái trời phạt, cũng lắm cảnh do bản thân Mậu Thân tự tin vào cái khả năng của mình mà tự đẩy mình vô. Nhưng dù có bao nhiêu lần thất vọng, bao nhiêu lần bị vùi dập, Mậu Thân sẽ lại một lần nhen nhóm niềm tin, sẽ lại một lần thắp lửa hy vọng
luôn luôn là như vậy. Nên đừng buồn vì bản thân là một mậu thân, tự hào vì bản thân mình là một mậu thân. Để tới giờ có thể nói, dù vận suy nhưng tôi vẫn cố gắng, dù đời khó nhưng tôi vẫn kiên cường, dù mất niềm tin vào con người nhưng tôi vẫn lại một lần trao cơ hội tin đời vẫn nhiều người tốt. Tự hào vì mậu thân đã chiến, đã khai phá, đã vượt lười, đã cháy và cho trổ hết những hạt mầm năng lực của bản thân. Tự hào vì mậu thân đã biết cách kỷ luật, tự hào vì nhờ nỗi đau mà tâm can trở nên chai sạn, nhờ vất vả mà bản thân biết suy nghĩ, tư duy nhiều chiều. Và cuối cùng, đôi khi nhìn như mệnh số ép, nhưng thực ra lại là con đường đúng để đi. Lắm khi nhìn như mậu thân không có ai, nhưng thực ra kể lể hay không lại do mậu thân lựa chọn. Tôi chọn chịu đựng gian khổ trong sự yên lặng hơn là kể lể với ai đó mình đang cảm thấy thế nào. Chiếc hộp Pandora của mệnh số, món quà mà vũ trụ dành cho mậu thân, sẽ xuất hiện ở thời điểm họ kết thúc năm 2023. Không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng tin tưởng món quà này bạn là người xứng đáng được hưởng, cũng có thể bù đắp phần nào những vất vả bạn đã trao. Chỉ là những vết sẹo tổn thương sẽ luôn còn mãi, tự chờ mậu thân chữa lành bằng nụ cười vô tri. Nhiều điều tôi biết nhưng mà tôi không muốn nói, nên thế nhân tưởng tôi ngu si mù mờ. Thế cũng được, lật mặt làm gì để lại phải đau thêm. Còn bây giờ là lá số tử vi dành cho mậu thân trong tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 âm lịch 2024 tuổi mậu thân. Bản mệnh vốn là người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực, nên bạn thường được giao cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, lại thao phát, nên bạn dễ dàng đạt được thành quả tốt trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy bản mệnh dễ vướng vào những sai lầm đáng tiếc và phải tốn nhiều thời gian để xử lý hậu quả chỉ vì chủ quan. Nếu không có người hỗ trợ, giúp đỡ, thì sự việc có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu. Do đó, khi cần hãy xin sự trợ giúp ngay lập tức. Thiên quan xuất hiện cho thấy nhiều người ghen ghét, khó chịu với những gì mà con giáp tuổi mậu thân đang tiến hành. Có thể mọi sự không thực sự thuận lợi cũng là vì bạn quá tập trung vào công việc mà không quan tâm tới việc xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới. Tháng này có điểm tiểu nhân quấy phá gây hại sức khỏe, do đó thay vì làm việc nhiều hơn thì bạn cũng nên biết nói lời từ chối để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Lục xung chỉ ra rằng khoảng cách địa lý cũng tạo ra những khoảng cách nhất định về tình cảm. Thời gian này, đường tình duyên dần xuất hiện vấn đề, cảm giác xa cách nhau không ngừng gia tăng. Trước tiên là tử vi sự nghiệp tuổi mậu thân tháng 1 âm lịch năm 2024. Vận trình sự nghiệp tháng này không được tốt cho lắm. Con giáp tuổi mậu thân gặp khá nhiều rắc rối ở nơi làm việc. Thậm chí còn xuất hiện cả tiểu nhân quấy phá, hoặc có người đặt điều vì ghen tị với thành tích của bạn. Điều này đòi hỏi phải dành toàn bộ thời gian và sức lực để giải quyết những rắc rối. Bản mệnh thường thể hiện mình là người đa năng, việc gì cũng cố gắng làm tốt, chăm chỉ nghiên cứu, tìm tòi. Khi cấp trên tin tưởng thì cũng là lúc bạn càng được giao thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chính điều này sẽ khiến bản mệnh có cảm giác quá tải. Hãy lên lịch tất cả thời gian tại nơi làm việc có thể giúp công việc của bạn suôn sẻ hơn, nhưng cũng có thể rất tốn nhiều công sức. Nguyệt mã chủ di chuyển cho thấy con giáp tuổi mậu thân khá vất vả, nhưng bù lại bạn có thêm nhiều bài học quý giá để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tiếp theo là tử vi tài lộc tuổi mậu thân tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi mậu thân lúc này nhìn chung khá tốt trong tháng đầu năm mới. Có chút may mắn về tài sản, đầu tư, bạn nên tinh ý để nhận ra đâu là cơ hội dành cho mình. Lục bạch bay vào hướng Tây Nam mang theo dấu hiệu tài lộc vượng, gặp may mắn về tài chính. Tiền bạc không chỉ từ công việc chính mà còn từ việc phụ ngoài luồng. Tuy vất vả hơn nhưng bù lại, bạn sẽ nhận về phần thưởng xứng đáng. Tử vi tháng 1 âm lịch 2024 của tuổi mậu thân cho thấy, cuối cùng thì vất vả, mệt mỏi, căng thẳng của con giáp này cũng được bù đắp,
thì thấy số tiền trong tài khoản đang ngày càng tăng lên. Nhiều người còn gom góp đủ tiền để mua nhà, mua xe. Bây giờ là tử vi tình duyên tuổi Mậu Thân tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi, ngũ hành xung khắc chỉ cho con giáp tuổi Mậu Thân nhận ra những sai lầm của mình trong cách hành xử, khiến vận trình tình cảm đang lao dốc. Những cặp đôi không hài lòng với kết quả mối quan hệ này đem lại. Bạn hay thay đổi ý kiến đột ngột, nhưng đến khi xảy ra vấn đề lại đổ lỗi cho đối phương. Tuổi Mậu Thân còn độc thân dường như bị ám ảnh bởi người yêu cũ và cảm thấy khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Bạn nên sớm nhận ra rằng cái cũ còn chiếm chỗ ở hiện tại thì cái mới rất khó tới. Bạn đang trong giai đoạn không mấy quan tâm đến đời sống tình cảm. Vận may tình duyên trong tháng này cũng không được tốt lắm. So với trước đây thì tháng này những cặp đôi hiếm khi có thời gian ở bên nhau, gây bất lợi cho sự phát triển tình cảm. Còn bây giờ là tử vi sức khỏe tuổi Mậu Thân tháng 1 âm lịch năm 2024. Tháng này, con giáp tuổi Mậu Thân thường xuyên lo lắng, bạn ăn uống kém hẳn, hay bị đau dạ dày hoặc bị khó tiêu nên cơ thể vô cùng mệt mỏi. Thêm vào đó, việc đi xa sẽ có ảnh hưởng tới chế độ ăn uống, ngoài ra còn hay bị xuống tinh thần, phải dùng thuốc kích thích ăn uống hoặc bỏ bữa thường xuyên. Người có bệnh về tâm huyết quản, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt. Sau đây là tử vi từng tuổi Mậu Thân theo tháng sinh trong tháng 1 âm lịch năm 2024. 1. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 1 âm lịch 2024 của 12 con giáp cho thấy, dù có đối mặt với khó khăn thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi người có thể nâng đỡ, hỗ trợ cũng chỉ làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng mà thôi. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 1 nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ. Nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định, nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng lại đi sai hướng. Cảm giác mất kiểm soát khiến họ càng cảm thấy thiếu tự tin. 2. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 2 âm lịch. Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho bản mệnh cuộc sống ổn định, vững chắc, nhưng dường như bạn quá cứng nhắc, khá vất vả vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ. Tầm nhìn có vẻ hạn hẹp nên đang thiếu đi sự cảm thông cho người xung quanh mình. Dường như càng căng thẳng, tuổi Mậu Thân sinh tháng 2 âm lại càng dễ cáu giận, nóng nảy, lại cộng thêm ảnh hưởng của thiên cầu, nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không những thế, việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. 3. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm lịch. Thời gian này, những người tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm đã có đôi cũng cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ một nửa của mình. Bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, thẳng thắn trong việc xử lý vấn đề nếu giữa hai người xảy ra hiểu nhầm. Bởi thế căng thẳng không kéo dài và hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn. 4. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 4 âm lịch. Hãy nhớ rằng điểm sáng có thể nảy sinh từ những tình huống khó khăn nhất. Hãy duy trì tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận những cơ hội từ người khác trong lúc khó khăn. Có trong mình chiến lược cẩn thận, duy trì sự bình tĩnh và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể giúp người tuổi Mậu Thân sinh tháng 4 vượt qua giai đoạn khó khăn này trong năm 2024. 5. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm lịch. Không nên coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, dù là nhỏ nhất. Để bảo vệ sức khỏe của mình, hãy tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc để tạo sức mạnh cho cơ thể đối phó với áp lực đang đối diện. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đủ bữa là điều tiên quyết nhất. Bổ sung những loại trái cây dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như trà lạc khô và uống đủ nước. Theo dõi sức khỏe thường xuyên và có bất kỳ dấu hiệu gì không bình thường, hãy tới bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 6. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 6 âm lịch. Hãy chấp nhận việc bản thân chậm hơn một chút so với trước đây, hoàn toàn tập trung vào những gì bạn có thể giải quyết ngay trước mắt, thay vì đâm đầu vào mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải. Ngoài ra,
để trở nên chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực mình theo đuổi. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 6 âm cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Hãy xem quá trình này là bạn đang cố gắng để cải thiện năng lực mỗi ngày. Như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi làm, trở nên chủ động hơn, tự tin hơn. 7. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 7 âm lịch. Tháng này không phải là thời điểm để mở rộng quy mô kinh doanh. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc hoàn thiện những kế hoạch hiện tại. Khi đầu tư, hãy cân nhắc năng lực của người tuổi Mậu Thân sinh tháng 7 và không nên đầu tư mù quáng. Hãy tính toán kỹ lưỡng các khoản thu chi và hạn chế rủi ro. 8. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 8 âm lịch. Hãy quản lý tài chính cẩn thận và tránh chi trả những mục đích không đáng có. Hãy lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu các chi phí không cần thiết, tránh những hành vi gian lận lừa đảo. Tiết kiệm không có nghĩa là sống thiếu thốn, hãy tự thưởng cho mình một cách có trách nhiệm và hợp lý. 9. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm lịch. Tháng đầu năm có thay đổi lớn trong sự nghiệp, nhưng có nhiều thách thức phải đối mặt. Vì vậy, cần phải có những kế hoạch dài hạn để chuẩn bị cho những khó khăn này. Những người này sẽ không còn bị kìm hãm, khó phát triển như năm 2023, mà sẽ gặp được nhiều quý nhân phù trợ, mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè, người thân, khách hàng, đối tác và sếp đều được củng cố. 10. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch. Có những lúc tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm không ngờ tới nhất thì tiền bạc lại đổ về với tài khoản của mình trong tháng 1 âm lịch này. Thậm chí khi gặp khó khăn, không biết xử lý với một khoản tiền phát sinh như thế nào thì bạn cũng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Trong tháng mới, các chủ doanh nghiệp có thể gặt hái nhiều thành công khi mà các giao dịch tiền bạc, đàm phán và thương thảo giá cả trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. 11. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm lịch. Mậu Thân sinh tháng 11 âm, tính cách khá hài hòa, linh hoạt, phóng khoáng, điềm đạm, giàu tình cảm và có trái tim nhân hậu, biết trước biết sau, luôn lạc quan yêu đời, thích kết bạn. Bản thân có sự tự tin vào chính mình, có thể sẵn sàng thể hiện bản thân, tác phong nhanh nhẹn, song cũng dễ thay đổi, đôi khi khá cố chấp, bảo thủ, cứng rắn, nóng giận, vội vàng, không dễ dàng dao động. Đã quyết việc gì là không từ bỏ, chăm chỉ, gan dạ, sống có tham vọng. Nên trong tháng 1 âm này có nhiều sự thăng tiến, bản thân nên tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp. 12. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm lịch. Thời gian tháng 1 âm lịch được xem là phù hợp nhất cho việc học hỏi, phát triển bản thân, bổ sung các kỹ năng còn thiếu, còn yếu của tuổi Mậu Thân. Nếu có thể, bạn nên tham gia một lớp học về tư duy hoặc về quản lý thời gian, lập kế hoạch. Ngoài ra, hoạt động tương tác, giao lưu trong tháng này sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ những người đồng điệu tâm hồn, giúp bản mệnh có thể phát huy các kế hoạch, ý tưởng hấp dẫn, mang ý nghĩa lớn với bạn. Còn bây giờ, mời quý tín chủ tuổi Mậu Thân cùng đến với cẩm nang vượng vận tháng 1 âm lịch. 5 chữ vàng của thiền sư thay đổi số phận cả cuộc đời. Người thấu tỏ là người sống hạnh phúc. Đời người khác nhau chỉ ở một ý niệm, tốt thì thành Phật, xấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ chỉ thấy cuộc đời tàn khốc, vô tình. Nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người như cảnh xuân. Cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nắm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao? Nếu vẫn chưa có câu trả lời, hãy đọc tiếp câu chuyện ngắn về 5 chữ vàng của thiền sư dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều quý giá mà bấy lâu vẫn mơ màng. 1. Hai thanh niên và 5 chữ vàng của thiền sư. Một ngày nọ, có hai thanh niên trẻ gặp nhiều áp lực ở nơi làm việc, nên đã quyết định cùng nhau tìm tới một ngôi chùa thanh tĩnh, mong tìm chút khuây khỏa cho tâm hồn. Khi gặp một vị thiền sư, họ liền hỏi: "Thưa đại sư, chúng con đi làm khổ quá hay bị ức hiếp, cầu xin ngài chỉ bảo chúng con có nên nghỉ việc ở đó hay không?" Vị thiền sư không trả lời ngay,
khẽ nhắm mắt ngồi trầm tĩnh. Sau một hồi lâu, ngài mới đáp lời, nhưng chỉ với năm từ, chỉ là một bát cơm. Sau đó không nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo hai người rời đi. Hai thanh niên trẻ tuổi đó quay về. Sau đó, một người thì lập tức nộp đơn xin nghỉ việc trở về quê hương làm ruộng. Người còn lại vẫn tiếp tục làm việc ở công ty cũ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua. Người thanh niên từng nghỉ việc về quê làm ruộng luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước, cộng thêm những phương pháp mới mẻ mà tự mình mày mò ra, nay đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp có tiếng. Còn người bạn khi đó cũng đã trải qua nhiều thay đổi. Anh ta ở lại công ty, cố gắng nhẫn nại, cố gắng học hỏi, cuối cùng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên dần được coi trọng, và nay đã trở thành một quản lý. Một ngày nọ, hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau. Cả hai nói về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua và ai nấy cũng đều rất xúc động. Vị chuyên gia nông nghiệp vẫn rất thắc mắc. Khi ấy, đại sư cho chúng ta chỉ năm chữ, chỉ là một bát cơm. Năm chữ này tôi nghe xong liền hiểu ngay. Chẳng qua cũng chỉ là vì một bát cơm thôi mà. Sao phải làm khổ bản thân, cứ miễn cưỡng ở lại công ty làm gì. Cho nên tôi đã xin nghỉ việc. Còn anh, sao lại không nghe theo lời của đại sư? Người quản lý vừa cười vừa đáp. Tôi có nghe chứ. Đại sư nói, chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm. Cho nên sau đó, dù có khổ ra sao, mệt thế nào, chịu bao nhiêu sự khinh bỉ hay rắc rối, tôi chỉ cần nghĩ đến năm chữ vàng của thiền sư, thì dù ông chủ con nói những câu khó chịu, chỉ cần mình bớt so đo, bớt hờn giận, đừng cái gì cũng chấp vặt thì sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn. Ý của đại sư chẳng phải là như vậy sao? Hai người nhìn nhau ngờ ngợ, không ai chắc chắn ý của thiền sư là cái nào. Thế là cả hai hẹn nhau một ngày khác sẽ tới hỏi rõ thiền sư. Bây giờ, vị thiền sư đó đã lớn tuổi, nghe xong nghi ngờ của hai người kia, ông ngồi nhắm mắt trầm tư, sau một hồi lâu mới thốt ra câu, chỉ là một ý niệm, sau đó cũng phất tay rời đi. Bấy giờ hai người kia cùng nhìn nhau mỉm cười, dường như giờ trong lòng đã sáng tỏ tất cả. Hai, sướng hay khổ chỉ nằm ở một ý niệm. Có thể thấy, cùng là một câu nói nhưng do nhận thức, cảm nhận và tâm lý mỗi người mà nó được hiểu theo một nghĩa khác nhau. Ý thức khác nhau khiến con người suy nghĩ và hành động dẫn đến kết quả khác nhau. Cũng giống như câu chuyện bên trên, hai người cùng nghe năm chữ vàng của thiền sư chỉ là một bát cơm, nhưng lại có cách hiểu khác nhau và lựa chọn cuộc đời khác nhau. Không rời bỏ được dục vọng thì cả đời phiền não. Người không vừa lòng với hoàn cảnh, tất nhiên sẽ nóng nảy muốn rời khỏi nơi khiến mình chịu khổ. Người biết nhẫn nại, nghe xong tất nhiên sẽ tiếp tục ở lại, chịu đựng, chờ đợi tới khi mình được hồi báo xứng đáng. Thực ra thì cả hai thanh niên trong câu chuyện ở trên đều đã sớm có câu trả lời trong lòng mình. Một người đã không thể chịu đựng nổi nữa, một người thì vẫn cố gắng nằm gai nếm mật. Một câu nói của thiền sư tăng thêm lòng tin, sự kiên định cho hai người, vì vậy họ mới có hai lựa chọn khác nhau. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ tới khi ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Cũng như vị chuyên gia nông nghiệp và người quản lý ở trên chính là một kiểu lựa chọn trong cuộc sống. Không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa chọn cái nào mà thôi. Đời người xa sao chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm, tự bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất, không cần phải mượn tay người khác. Buông bỏ những điều phiền não, chắc chắn bạn sẽ thấy yêu đời hơn. Cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi Phú Quý Phát Tài. Còn bây giờ là xin chào, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.